Giá vàng SJC, Doji, PNG 9.999, 24K, 18K hôm nay ngày 29 tháng 10 mới nhất. Giá vàng trong nước hôm nay ngày 29 tháng 10, BNEVKS, Thông tấn xã Việt Nam liên tục cập nhật giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, SJC, SJC, Doji, PNG 9.999, 24K, 18K, vàng Rồng Thăng Long. Giá vàng 9.999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, Doji, PNG hôm nay ngày 29 tháng 10 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay ngày 29 tháng 10 bao nhiêu một lượng? Dự báo giá vàng. Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay được cập nhật mới nhất từ công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng thế giới đã vượt mức 2.000 đô mỗi ao khi xung đột tại Trung Đông leo thang thúc đẩy hoạt động mua vào tài sản an toàn. Phân tích của giới chuyên môn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng khi đây vốn được xem là hầm trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng một lần nữa đã chinh phục ngưỡng 71 triệu đồng mỗi lượng. Trong ngày giao dịch cuối tuần, ngày 28 tháng 10, khi các doanh nghiệp đồng loạt tăng giá giao dịch. Theo đó, tại thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,1 đến 71 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Cùng lúc, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,1 đến 71 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,15 đến 70,97 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, tăng 150.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Tính chung tuần qua, giá vàng đã tăng 200.000 đồng mỗi lượng, tương đương 0,3% về giá trị. Trước đó, trong tuần, giá vàng giao dịch lình xình xung quanh mức 70,5 đến 70,7 triệu đồng mỗi lượng từ đầu tuần, ngày 23 tháng 10. Sau khi bật tăng từ phiên hôm qua, ngày 27 tháng 10. Cũng trong phiên ngày 27 tháng 10, giá vàng thế giới đã vượt mức 2.000 đô mỗi ao. Giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 năm 2023 là 2.009,19 đô mỗi ao. Và tăng 1,4% trong tuần qua. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1%, lên 1.998,5 đô mỗi ao. Giá vàng tăng khoảng 8%, hay hơn 140 USD kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Nhà chiến lược về hàng hóa Daniel Gali tại công ty chứng khoán tình dục Security cho rằng điều đáng quan tâm hơn là về khả năng mua và bổ sung. Điều sẽ xảy ra nếu xung đột tại Trung Đông leo thang. Từ trước tới nay, vàng luôn được xem là hầm trú ẩn an toàn cho đồng vốn trước bối cảnh USD tăng và địa chính trị leo thang. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.